Chào mọi người. Tối nay thì nhân dịp là mình đang đêm khuya ngồi làm một con bot thì có đến cái phần đó là chèn video lên cái cho chat sure. Thì cái này nó cũng nhiều bạn hỏi, mình cũng chưa có thời gian làm thì hôm nay trong video này tiện thì mình sẽ làm luôn. Thì ở đây là mình đã tải hai cái video lên. Đấy. Được chưa? Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao mà để chúng ta tải video lại được. Nói chung là ở đây là một sản phẩm rất là đặc biệt, không thể cầm nắm, không thể trải nghiệm được. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok, thì đầu tiên để mà cái video này nhá, thì chúng ta lưu ý này, tức là nó phải nhỏ hơn 20 MB thôi, nó có lưu ý rồi, được chưa? Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái đây, đây nhá. Ví dụ bây giờ mình muốn chèn video vào đây chẳng hạn, thì mình sẽ ấn dấu cộng này, rồi mình chọn video này, đây, và mình sẽ đưa vào cái chỗ cần thiết. Ok, thì cái video này thì chúng ta không thể úp trực tiếp lên cái thằng chat viewer này được, thì bắt buộc mọi người muốn sử dụng cái video này lên chat viewer á, thì chúng ta phải sử dụng cái thằng này đấy. Và vậy thì mình sẽ sử dụng một cái đó. Cái này thì chắc là mình không phải hướng dẫn mọi người đăng ký tài khoản này nọ đúng không? Rồi ok. Thì ở đây thì mình sẽ có nút upload video này. Đấy, mình chọn up cả thư mục cái up file này. Rồi. Sau đó các bạn chọn cái video đấy. Đây ví dụ như mình đã có hai cái video sẵn ở đây. Và mình tải lên. Thì sau khi mà mình tải lên á thì nó sẽ ra hai thằng này. Được chưa? Thì bắt đầu để mà chúng ta làm được á thì chúng ta sẽ cần lấy cái đường link này, mọi người thấy kể cả thằng chat nó vẫn có hướng dẫn. Đúng chưa? Lấy cái đường link này có cái đuôi là MP4 để dán vào đây thì nó mới chạy được. Ok, chúng ta sẽ xem nhé. Ấn chia sẻ này. Rồi, chúng ta ấn tạo link này. Rồi, chúng ta ấn copy link này. Và sau đó thì chúng ta hãy dán vào đây. Nhưng mà như thế này thì nó vẫn không thể hoạt động được. Rồi, thì để mà hoạt động được á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Mọi người xóa cái thằng này đi. Đấy, thay www á, đây này nó hướng dẫn này. Đấy, xóa cái phần sau luôn. Rồi, mình sẽ thử nghiệm nhé. Rồi, cho để cái này nó hợp lý chút thì mình sẽ đẩy lên đây một chút. Ok, đâu mình nhầm. Cho nó hợp lý ấy mà. Người đâu mà nhanh vậy, nó cũng phải hợp lý một chút. Đấy, cho người ta xem cái kia xong thì nó mới ra cái khác. Rồi. Ok. Đang trêu với thằng bạn mình làm cho khách thì đẹp, còn làm như mình làm như cái chuồng lợn. Đây là cái demo mình đang làm cho khách. Đấy, là một cái phần bán hàng sản phẩm, chúng ta nên phân đẹp như vậy cho nó dễ làm. Ok, thử nghiệm nhá. Đấy, bây giờ đây là video của mình đưa lên này. Đấy, 7 giây sau thì video này đã đưa lên này. Đấy. Dạ. Đây là chúng ta đã chèn thành công cái video rồi nhá. Chúng ta sẽ thấy là cái này nó hơi gấp đúng không? Chúng ta sẽ lên tầm khoảng 10 giây đi. Ok. Chúc mọi người thành công chèn video vào, mọi người rất là tiện làm hướng dẫn. Ví dụ như mình đang làm hướng dẫn cho cái sản phẩm này chẳng hạn. Nó rất là tiện, người ta không phải ra YouTube xem phiền phức, và họ có thể đặt câu hỏi luôn. Đấy. Chẳng hạn như vậy. Ok, chúc mọi người thành công. Có gì thì mọi người có thể là comment bên dưới cái video nhé, hoặc là chúng ta sẽ vào cái cộng đồng chatbot của chúng ta nhé để hỏi đáp nhé. Đây, ta có thể hỏi đáp ở đây, mình sẽ đăng rất là nhiều cái video vào đây cho mọi người. Đấy, ok. Chúc cộng đồng chúng ta ngày càng phát triển.